Hello cả nhà, trước mặt các bác đây là một cái xe gì đấy. Rồi là bây giờ một mình Hoàng Thống sẽ tự tay đập hộp luôn. Đấy, các bác để ý nhé. Mình sẽ tự tay đập hộp chiếc xe này. Vì cái xe này cũng khá là nặng các bạn, khá là nặng. Cho nên là Hoàng Thống sẽ để ở đây rồi. Bác nhớ vào số bóng đèn điện thì Hoàng Thống sẽ quay tiếp những chi tiết sau, bởi vì cái xe này cũng khá là nặng, một mình làm nặng các bạn, một mình làm khó ăn lắm. Phải quen thì làm sẽ nhanh thôi, nhưng mà chưa quen thì làm sẽ lâu. Ok, không để các bác chờ lâu nữa, em sẽ đi vào công việc luôn. Cũng giới thiệu hơn các bác là sau một rồi vật lộn thì các bác cũng thấy đây là một chiếc ATV 150cc sử dụng là động cơ xe tay ga các bác nhé, xe ga 150cc chỉ có hệ thống tiến và lùi. Đấy, xe còn rất mới luôn. Thì cái máy này là máy 150 cho nên là chưa có hệ thống làm mát. Đó, đây là máy GI6 là 150cc, có những loại nó sẽ to hơn, phân khối lớn hơn, từ 250 rồi là thường là 230 thì chuẩn hơn. Đấy, thì cái xe này lốp nó cũng thuộc dạng vừa, là bé thôi, bé nhất trong dòng mà 150, 250, 200, 300. Nghĩa là đây, cái date khá là mới, 24 với thông số là AT22 x 10 x 10. Đấy, lốp là răng 10 inch. Sử dụng cái chạy lắp này, các bác biết là đây là ở trong gọi là chạy lắp, ở ngoài miền Bắc thì gọi là chạy cầu. Đấy, sử dụng cầu sau có vi sai. Đấy, cục vi sai của nó. Bản này thì trang bị bình thường nó là sử dụng phanh tăng chống. Rồi ngày mai ngày kia thì khi mà ánh sáng đầy đủ hơn thì mình sẽ review trực tiếp, review kỹ hơn về chiếc xe này. Bởi vì bây giờ nó là cũng muộn này. Thứ hai, cái tầm nhìn nó hơi bị hạn chế cho nên là các bác cũng chưa hình dung được. Thì ở trên này các bác thấy cái gì nổi nổi không? Đây là một cái hệ thống tời. Hệ thống công tắc thì không lạ, các bác không lạ rồi. Đặc điểm thứ hai là cái xe này này, nó sử dụng thông số trước và sau nó khác nhau. AT23 trên nhân 7 trừ 10. Đấy, cái lốp đằng trước này sẽ cao hơn lốp đằng sau, nhưng mà lá răng thì vẫn bằng nhau các bạn. Đấy, cái bánh đằng trước này sẽ cao hơn, nhưng mà cái bánh đằng sau thì nó sẽ, cái bản rộng này nó sẽ rộng hơn các bạn. Đó, khá là mềm. Mình đánh giá tốt về cái giảm xóc này, vì trước mình cũng có sự nhập rất nhiều, nhưng mà cái giảm xóc của những cái hãng trước thì nó hơi bị cứng, nhưng mà cái giảm xóc này mình thấy là khá là mềm. Đây. Đấy, nếu mà mình đi địa hình mà cứng quá thì nó sẽ bị rung, bị giật. Nhưng mà cái này thì ok, cũng có vẻ hợp lý, bởi vì nó cũng khá cứng, bởi vì mình còn tải trọng kiểu đằng sau mà, rồi dồn mọi thứ về đằng sau. Nếu mà đằng sau mà cũng mềm quá thì nó quá là èo lạ. Được, ok. Ở phần trước này thì các bác thấy không, ở đây có trang bị một cái tời hoàn toàn chưa ra dây luôn. Cái tời này thì mình mai mình sẽ tháo nó ra.
để cái dây nó ở ngoài. Thôi làm luôn các bạn, một tay các bác thông cảm nhé. Đấy, ở đây có một cái trang bị tời. Một cái tời này là em sẽ xem cái thông số của nó các bác nhé. Sử dụng điện 12V 2000 AT2000. Thì theo khuyến cáo của nhà máy thì cái xe này nó nặng tầm 2 tạ dưới, mà 250 cân ấy. Thì cái tời này nó sẽ có thể kéo đến 600 cân. Đấy thì nó cũng thiết kế khá đơn giản thôi. Là tắt hệ thống điện. Đấy thì cảm ơn các bác. Thì mai kia Hoàng Thống khi mà trời sáng hoàn toàn thì Hoàng Thống sẽ lên video để các bác cùng theo dõi về những chiếc ATV 150 màu bộ đội này. Màu bộ đội này cũng khá là nhìn cũng khá là hịn hò đấy. Các bác xem nước sơn nó cũng được. Đợt trước thì mình có nhập những cái xe cũng là màu bộ đội này, nhưng mà cái nước sơn nó rất dễ bị chảy. Nhưng mà mình đánh giá cao ở cái nước sơn này, rất ok đấy. Các bạn thấy cũng có độ bóng, cũng không dế xước thế nào. Có độ bóng, màu cũng đẹp đấy. Ok, thank you các bạn ạ. Vâng. Các bác cũng thấy sau một mình sau một hồi vật lộn với nó thì cái xe nó cũng khá là hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ còn tinh chỉnh vài cái độ trụ, rồi là cái độ trụ của xe ở đằng trước nữa là ok. Hiện tại chiếc xe này có thể là đổ xăng và là chạy luôn. Đó. Đổ xăng là nổ luôn, nhưng mà do đêm rất khuya rồi cũng khá là muộn rồi. Một mình Hoàng Thống tay chân tay cũng dơ hết rồi, thì mai kia Hoàng Thống sẽ lên một cái video chi tiết hơn, khi mà đầy đủ ánh sáng thì Hoàng Thống sẽ lên một cái video chi tiết hơn về em nó. Đó là một chiếc ATV 150. Xe này trang bị tời các bác ạ. Đấy, có tời. Có tời nhé. Vì là do buổi tối nên là cũng nhiều cái nó hạn chế, tầm nhìn hạn chế các bạn. Ok, ngày mai thì khi mà trời sáng hơn thì Hoàng Thống sẽ lên những cái video chi tiết về chiếc ATV này. Mong là các bác chú ý theo dõi những cái video của Hoàng Thống, cũng như là những cái video về xe điện rồi xe ATV, những cái chi tiết hơn về xe ATV, vì bởi vì trước mắt Hoàng Thống sẽ có những cái chiếc ATV cũng khá là độc và cũng khá là lạ về Việt Nam. Đó. Ok. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa Hoàng Thống xin chúc các bạn ngủ ngon.